vét sạch lộc trời trong năm giáp thìn 2024, bổn con giáp sau đây sẽ có tài lộc đạt đỉnh, giao nước phách, đổ tương. Theo tử vi năm 2023 sẽ có sự hỗ trợ của các vị tinh tú để sự nghiệp, tài chính, tình yêu được thực hiện trôi chảy hơn. Tuy nhiên, những người may mắn sẽ nắm bắt được cơ hội một cách khôn ngoan hơn một tuổi tỷ người tuổi tỷ sẽ tỏ sáng vào năm 2024 này các dự án của những chủ chuột đang được thực hiện đều thành công và thu lợi nhuận cao nhờ có các tin ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện đối với một số người dày dặn kinh nghiệm thì còn giáp này có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức bạn khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ người độc thân cũng có cơ hội để trò chuyện gần gũi hơn với người khác phải. Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội tốt để bạn tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Hãy tận dụng những buổi hẹn hò ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ. Năm 2024 này cũng là năm thành công bình yên, vui vẻ với các thành viên trong gia đạo. Trong năm mang lại nhiều điều tuyệt vời nhất cho con giáp người tuổi Tý. 2. Con giáp người tuổi Thìn. Bước sang năm 2024, công việc của những chú rồng may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn để mở ra những thành công phía trước. 3 tháng đầu năm 2024 sẽ là bước ngoặt vô cùng quan trọng về tài lộc hành thông vượng phát. Có nhiều khoản thu, dù là làm nghề gì cũng có lộc chỉ cần chăm chỉ là tiền về đầy tuổi. Chuyện tình cảm cũng êm đẹp, xôn sẻ. Người tuổi thân là người lương thiện, ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác nên đi đến đâu cũng được yêu mến. Năm 2024 là một năm đầy mạo hiểm của những chú rồng, nhưng cũng giúp cho bạn thành công một cách vang dội. 3. Con giáp người tuổi tỵ Trong năm 2024, người tuổi tỵ cũng là con giáp may mắn nhất vì năm nay mang lại cho người tuổi tỵ nguồn năng lượng phi thường, đồng thời may mắn sẽ luôn bao quanh con giáp này hãy tận hưởng cơ hội tuyệt vời ấy. Năm 2024 là thời điểm thích hợp để cầu công danh, nhất là những người đang xin việc hoặc muốn thăng chức. Bạn chỉ cần cố gắng thì chắc chắn gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng hoặc cấp trên của mình. Những bạn muốn ổn định công việc hoặc mở cửa hàng lập nghiệp riêng thì sẽ gặp nhiều thuận lợi, quỹ nhân chỉ đường dẫn lối con giáp người tuổi tỵ sẽ nhanh chóng chạm tay vào mục tiêu của mình. Vận trình tài lộc tiến triển tốt, con giáp người tuổi tỵ sẽ gặp nhiều cơ hội phát tài, thu tiền bạc về đầy tuổi chẳng lo tổn thiểu. Những ai đang làm kinh doanh sẽ buôn bán rất tốt nên lợi nhuận gia tăng gấp bội, tình duyên vững sắc, người độc thân được may mỏi để sớm thoát ế và tìm được người phù hợp cho riêng mình chuyện cưới hỏi cũng diễn ra tốt như dự tính. Hai người nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Đặc biệt, người bạn đời sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn phất lên một cách nhanh chóng. 4. Con giáp cuối cùng, người tuổi thân Năm Giáp Thình 2024 là năm tạo được nhiều bước tiến đáng nể cho người tuổi thân. Đặc biệt là người tuổi Bình Thân sẽ cực kỳ may mắn vào giữa năm 2024. Phương diện sự nghiệp, vốn là con giáp đa tài đa ngày việc gì cũng đến tay cũng có thể xử lý, nên bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, con giáp người tuổi Thân sẽ nhận được sự ghi nhận từ cấp trên, thậm chí được xem xét thăng chức tăng lương. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài chính tăng tiến. Còn giáp này có nhiều cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng. Việc đầu tư cũng diễn ra sung sẻ, bạn đưa ra được những sự lựa chọn chính xác giúp tiền đổ về đầy tuổi. Trên phương diện tình duyên, bản mệnh cũng có ngoại hình bắt mắt tỉnh tình hòa đồng nên hay được mọi người để ý. Con người độc thân có nhiều cơ hội gặp được đối tượng ưng ý đối với mình.